trường quay ngày hôm nay. Đầu tiên bác sĩ có thể cho biết là tuyến giáp là gì và nó có vai trò như thế nào đối với cơ thể chúng ta? Tuyến giáp thì là một cái tuyến nội tiết. Tuyến giáp nó nằm ngay ở phía trước của cổ. Cái kích thước của nó thì trọng lượng nó khoảng độ 20g. Và thông thường thì chúng ta không sờ thấy hoặc là không nhìn thấy tuyến giáp. Tuy nhiên mà khi tuyến giáp nó to ra thì chúng ta có thể sờ thấy và nhìn thấy cái tuyến giáp. Đấy, nó tổng hợp ra cái hormone tuyến giáp. Thế và hormone tuyến giáp này thì rất là cần cho cái sự hình thành và phát triển của các cái cơ quan của cơ thể ngay từ giai đoạn phôi thai cho đến 3 năm đầu cuộc sống. Thế và tuyến giáp có cái hormone tuyến giáp thì nó có vai trò rất quan trọng trong các cái chuyển hóa của cơ thể. Nếu mà thiếu hoặc thừa các hormone tuyến giáp thì các cái chuyển hóa của cơ thể đều bị ảnh hưởng và có thể gây nên các cái bệnh. Vâng, phát hiện được.